Phương Nhi tiếp tục gây tranh cãi hậu nhận xác thi quốc tế sau khi nhận xác danh dự để trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu quốc tế 2023. Phương Nhi lại càng nhận về chú ý từ công chúng. Có lẽ cũng từ đây mà cô nàng bị soi xét một cách kỹ lưỡng hơn. Vào chiều ngày 7 tháng 6, Miss International Việt Nam 2023 khi xuất hiện tại thảm đỏ một sự kiện đã nhanh chóng gây chú ý với diện mạo tựa công chúa cùng visual rạng rỡ bất chấp camera thường. Cụ thể thì Phương Nhi chọn trang phục trắng tinh được thiết kế ôm sát body, trông như bông hoa nở rộ với phần vai là những cánh hoa rủ xuống đầy mềm mại. Đáng nói thì bên cạnh những bình luận dành lời khen ngợi đến Phương Nhi, một bộ phận netizen cũng lập tức để lại nhiều ý kiến trái chiều về bộ trang phục này khi cho rằng nó khá ô dề. Lý do bộ phận này đưa ra là khi so sánh trang phục của Miss International Việt Nam 2023 với các nàng hậu khác, Phương Nhi đã diện đồ nổi bật hơn. Điều này đồng nghĩa với việc cô nàng chiếm hết spotlight của đàn chị cùng có mặt tại thảm đỏ. Về điều này, fan của Phương Nhi cho rằng cô nàng chỉ diện trang phục được chuẩn bị sẵn, chứ không hề có ý chiếm spotlight của ai. Trước đó, Phương Nhi cũng từng vướng phải ồn ào không đáng có khi được cho là diện trang phục chưa phù hợp và có phần lấn lướt Hoa hậu Mai Phương, Bảo Ngọc tại họp báo chung khảo Miss World Việt Nam 2023 và công bố dự án nhân ái của Hoa hậu Mai Phương tại Miss World 2023 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Phương Nhi cũng từng vướng ồn ào phát ngôn, mặc dù là những câu nói bông đùa, song ở vị trí của cô nàng vẫn bị nhận về ý kiến trái chiều. Cụ thể, trong một video được lan truyền, khi đang trò chuyện cùng với một người bạn khác giới, cô nàng bất ngờ nói thẳng vào camera: "Đừng có thích anh trai tôi nha, anh trai tôi là trai thẳng." Sau đó, người bạn nam đang cầm máy quay đã đáp trả: "Em ơi, em đâu cần nói ra vậy đâu em." Từ đây, một số cư dân mạng đã để lại bình luận rằng Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2023 không nên nói với bạn của mình kiểu như vậy. Bởi lẽ, ngôn từ có thể được xem là kỳ thị tình cảm của cộng đồng LGBTQ+.